Rồi, ok, chào các bác. Đây là cái lò nướng em vừa mới lấy về đây. Đây, bộ đèo của nó đây. Vừa mới lấy về luôn. Nào bo nào, tránh ra để bố bê nó xuống nào. Mà bê 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 bê. Bê được không? Từ từ, bo cầm dao cho bộ. À, phải bê xuống các bạn ạ, khá nặng. Rồi, bỏ đây. Khử trùng nó giữa sân luôn. Rồi, bo mở ra đi, bo cắt ra đi. Cắt hẳn hoi. Bên này có cầm con rạch để bố rạch cho. Đấy, cách chỗ này nữa. Đấy, bên này. Đó. Rồi. Có hóa đơn này. Thôi, cái này hóa đơn này bỏ. Rồi. Ê, vách rồi, từ từ thôi. Nào. Nào, đó. Ui giời, hơi to lắm. Bây giờ là bê nó ra làm sao được? Bê ra làm sao được? Bác Hải ơi! Bê cái này ra một cái. Đây, bác Hải bê ra cái. Cái gì đấy? Thì em đang bận quay phim rồi. Để bác Hải bê ra cho. Ui giời ơi! Bê ra đây, để bác để giữa sao cho em. Bê bê 2 mé. Thẳng lên, vậy đúng rồi, đây thẳng lên. Đấy, để đây luôn, để xuống đây luôn em. Ôi trời ơi. Bà quay về phía bên này chẳng hạn. Nữa nữa. Được rồi, rồi, ok. Nào bó từ từ. À, bó mở ra đi. Rồi, xem có cái gì nào. Rồi, các bác ạ. Này. Ô, này từ từ thôi. Rồi, đây là cái que để xiên con gà con vịt vào. Đây là cái đồ để mà lấy sau khi nó hoàn thành này. Rồi, đây là cái khay để mà hứng dầu này. Đây là một cái đồ. Đây là cái đồ để ghim cái con vịt lại cho nó cố định. Đấy, cái này để lấy cái khay ra như này này. Ta đâu lấy chỗ này. Đây, tăng đơ đây. À, đâu không, lấy chỗ này. Đấy. Đấy, phải lấy, nếu mà cái này nó nóng mình sẽ lấy kiểu này. Đấy. Thế thôi. Rồi. Nó cũng rất là đơn giản thôi. Thì các bác ơi, thấy nào? Dạ. Trong này còn nó có cái chốt. Anh nào mua cái lò nướng vịt thì ạ. Trong này nó có cái chốt để mà các bác đưa cái khay này vào trong này. Đấy, nó sẽ quay. Đây. Rồi, rất đơn giản. Còn đây là các bác có thể sơ bộ, nó là cái. Đây. Các bác nhìn thấy này. Ở cái trên này thì là có như cái quạt này, thổi từ hai bên, xiên này, cái này cái xiên này, đây cái chế độ mà xiên que vào nướng này, cái này là vừa xiên vừa quạt này, đấy, còn đây là cái núm để điều chỉnh nhiệt độ thôi, rất đơn giản thôi. Còn chỗ này là cái, đây các bác thấy là cái chỗ này có cái, nó có cái chế độ mà thanh đốt phía trên này, cái thanh đốt phía dưới này. Còn dưới này thanh đốt cả hai bên này. Đó, còn đây là cái thời gian. Nó rất đơn giản thôi. Các bác có thể thấy cái thanh đốt của nó này, thanh đốt phía dưới này, thanh đốt phía trên. Đây là thanh đốt phía trên nữa này. Rồi, ok, đây là cái quạt này thì bằng cánh, nó bằng kim loại các bạn. Rồi, ok, nó rất đơn giản thôi. Cái này sau thì em sẽ thử nướng một cái con gà con vịt xem cái thời gian nướng nó bao nhiêu nhé. Rồi, ok, rất là dễ. Các bác có thể quay đằng sau nó xem có gì khác không. Đây. Đây, cái thông số kỹ thuật của nó đây. Đó. Cái này dùng điện 220 luôn. Rồi, ok. Mình sẽ thử, tí nữa mình sẽ thử làm một cái con gà xem để mà nướng xem nó thế nào. Về mới mua cái bếp nướng một con gà này bị chia đoan. Yeah, chân này. Chân có khác gì lai đông tảo đâu. Chả biết. Đó, các bác thấy không? Kì. Cái này có cho vào nó nướng đường nhỉ? Rồi. Cái này để ấy đâu? Ướp đúng không? Ướp. Lập bụng. Nhỏ. Ướp vào bụng à? Ừ.
Từ ấy cả cả lá vào. Không ruột cả lá. Này đi mày. Về xe à? Tối thứ ba bay, rồi là đêm sẽ bắt taxi về luôn. Cái đêm thứ ba thì từ gì ạ? Từ nào chứ? Nói chung là sáng thứ tư có mất về. Lấy cái gì xiên vào? Xiên. Ý là lấy dây buộc. Để nó cái kim đấy à? Hả? Ừ, chín tuột ra. Nó tuột ra thì sao? Đấy kim khô bao nhưng mà khâu vậy ạ? Không, để nó lên mà mẹ. Mày chết không? Đường mình đau biết gì ạ? Đường như thế này hết rồi sao mà đứa nào vậy? Bắt mẹ cái nọ ở đâu thì cái nắp thì... Mới cởi áo ra cho nó mát rồi. Kì cái mặt, cái lợn. Ôi, giờ đi tắm, đi về tắm thế nào? Chiều về đi học rồi. Đường giờ này làm gì? Sao chưa đi học? Tôi có bí đi tẹo mà. Đấy, không còn, không còn. Nãy giờ nghiền tí... Lúc này mà rửa mặt cho phèn đó. Nguyên mũi ở hai bên mẹ. Có thì phèn thì tắm tắm nó làm ok. Ong chanh muối. Mật ong chanh muối. Nhưng sao nó loãng thế? Loãng tắm. Đây gọi là tắm gà. Như cái này nguy hiểm. Tưởng là lấy quét quét ở ngoài đấy chứ. Cái này xin sao đây? Đấy xin cái này qua là được, cứ vậy sao xin qua được. Xin cứ từ đít qua qua đầu, miễn sao qua cái xin này qua là được. Xoay cả, xoay thử. Được rồi, ok. Đấy. Chưa cắm điện chứ? Chưa. Đấy, cho bạn đấy. Đấy, gắt lên đấy. Đấy rồi, ok. Được rồi. Ui, to gần bằng cái ấy. Này mình mua nhỏ tí nữa nè. Nước chảy nước, nó chảy ở đâu? Nước chảy đây. Lông được rồi. Đấy, hùng rồi. Mắc rồi.
Tôi đã chảnh đây. Ừ, được. Rồi. Làm bánh mì. Cá biện đi. Làm được mà. Đến chiều có nghỉ mấy gói. Okay. Cảm ơn chưa, cảm ơn kia. Cảm ơn kia. Cảm ơn kia. Đây này, dạy nhá, đây là cái quạt này. Đây chỉ có mỗi chiếc đôi quạt này, đây là vừa đây chỉ mỗi độ xiên này. Còn đây là vừa xiên vừa quạt này. Mình nướng gà thì mình cho vào cái chế độ vừa xiên vừa quạt. Đấy, nhiệt độ thì để khoảng 200 độ. Đây 230 130. Có điện chưa vậy? Đấy, chưa có điện. Cái này sẽ mình sẽ nướng cả trên cả dưới. Hiện giờ khi nào bật cái hẹn giờ. Khi nào bật hẹn giờ thì mình sẽ hướng nướng 25 phút trước. Đấy. Làm này. Đấy, có bật điện lên. Đó, có điện đây này. Có cái cô giáo ở trên trường ấy, đưa cái này đến trường xong rồi xong làm bán ấy. Làm bánh bán, làm bánh bông nan ấy. Con gà chắc nặng quá. Đây mở đây cho các bác xem. Có quyển sách rồi. Quay. Vừa cánh rồi. Dừng lại. Tắt điện đi, rút điện, rút hẳn điện nào. Rồi để thử quay thử xem nào. Rồi thắp điện đi. Chế độ này vẫn thế này. Để làm đâu. Chưa bật công tắc rồi. Đấy, nó sẽ quay. Hy vọng là nó sẽ quay. Đó. Một cái đầu. Không, cái đầu không sao. Đấy, vẫn bị lệch vào. Nó không tính cộng đồng. Đấy, chỗ đàn này không lên được rồi. Nặng quá, không lên được. Hơi bị lệch. Xuân này ướp một ít nữa. Bây giờ cho cái cổ sang bên kia thì ngon đấy. Bẩn đây con. Bẩn lắm. Cái động cơ hơi yếu. Đấy, được đây. Đấy, cái này nó được. Ấy, đứng động vào. Thôi kệ đi nhỉ. Cái bát mỡ này còn ăn được vậy thôi. Đây này. Chỉ bị mỗi cái chỗ cái động cơ nó cũng nó yếu. Nhưng mà nó cũng cơ bản nhiệt nó đấy xung quanh này nó cũng cũng chín đấy mà. Ừ, chỉ sợ mỗi cái nó không quay được thôi. Nó quay được thì không cũng sẽ... Đóng lại nhá. Thôi đóng lại đi. Rồi, ok. Rồi, vừa hết giờ rồi các bạn. Hết lúc nãy em hẹn là 25 phút ở cái chế độ là tầm khoảng 190 độ. Để lấy ra xem thế nào. Đấy các bạn, nó vẫn chưa, nó chỉ mới săn cái ngoài thôi. Tiếp tục rồi các bạn. Hơi để nhiều hơi thấp. Đấy các bạn để thấy này. Chỉ mới như này thôi. Rồi, mình sẽ tăng lên 25 phút nữa. Để nhiệt độ là 200 đi. Đó, nhiệt độ 200. Hai nhiệt đang để nhiệt độ 200. Đó. Quay tiếp. Để 190 hơi thấp. Rồi tiếp tục thôi. Đây, cháy rồi đấy. Sau khoảng một tiếng. Đây để tắt đèn ăn rút điện ra đang rồi lấy ra các bạn. Rồi. Ui bị tụt cả cái lá móc bật ra các bạn. Rồi ok. Lấy ra đi. Lấy móc vào đấy. Rồi. Ngon quá nhỉ. Rồi chắc đi xem chín chưa nào. Đó, một tiếng cơ mà các bạn. Cái gì giải á. Trời ơi. Đây các bạn có thể thấy này. Trong thời gian chờ đợi. À thì lúc nãy phải cắt cái đầu đi. Cái đầu nó dài quá, con gà này hơi to. Bố ra. Nào bố chính ra để chú Bình chặt nào. Cho vào mâm chặt. Đấy. Nóng lắm ấy, giờ làm gì đã chặt được luôn. Cái que sắt nóng đấy nha. Ngon mớ. Trời ơi, mấy
đứa bé đang ngồi là háo hức. Mấy vòng. Đồng qua. Rút thẳng ra, rút được rồi, rút thẳng ra. Nóng không? Trên đây. Bốc trên nóng. Bốc trên xe, mới đứng, 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 đứng lên. Cái gì nóng được? Cái này nóng, cái này nóng. Nóng lắm. Cái này, thử xem nhá. Mùi quá. Mùi quá. Mùi quá. Nguội. Nguội quá. Bố đời bảo nguội quá. Nóng quá chứ. Ui chín rồi đấy. Cánh đấy là chín rồi. Nhờ, sợ mỗi cái đùi chưa chín. Nóng quá các bạn kìa. Không phải chút tay. Ơn đi đĩa. Em xui chỗ này. Ừ, thử xem nào. Thôi, làm rồi. Chín rồi. Chín rồi. Thế là chín rồi. Đấy, cả hơi hơi đỏ đỏ, tí gần chỗ xương nhưng mà là vừa. Nhưng là vừa đẹp luôn. Vậy là quay là một tiếng. Đầu tiên để cái đồ nhỏ nhỏ tí, 190 độ. Đưa tay con. Ăn luôn. Nóng chứ rồi, bố bạn. Nóng lắm, chờ tí. Bố bạn, nóng quay rồi. Tiếp tiếp tiếp, Thành Nam. Đâu rồi? Thành Nam con. Thành Nam bố bạn để chú Thành Nam. Bố chứ. Bố. Đau quá. Đúng quá. Không, không điếp. Không được điếp. Đưa vào đây đi ạ. Đưa vào đây rồi liếp. Thì hai đứa. Úi giời. Ngon không? Hai đứa ngon không? Kéo, bố chặt vào tay bây giờ. Bốc chưa vào đi. Nóng kìa. Đau quá. Ngon không? Ngon không? Cắt. Cái to vẻ chín rồi. Đau tay quá. Đau tay quá. Ui, đùi. Đùi. Chín hết rồi. Đang bắn nào người bố ơi. Lấy cái đĩa. Nóng bỏ hết vào đấy, chặt hết vào đấy cũng được. Đây để lên làm nào. Cũng được, thôi mà thôi cho đĩa. Nào để lấy đĩa. Cái đuôi này của con. Cái đuôi này của con chứ. Hai đuôi này của con. Này của bố. Cái thứ này của con. Chỉ hết rồi. Cái xương này. Đây, cái này, xương này hơi hơi bị đỏ đỏ tí nhưng mà không vấn đề gì. Thịt nó vẫn chín hết. Đó. Bảo ăn thịt quay đi chưa? Đó, mấy đứa bé nó ngồi trực từ nãy giờ. Bố chỉ có ăn lại. Ừ.
bôi của bố về. Đây là đùi của bố. Đây là đùi của con. Đây là đùi của con. Nghe vậy nhá. Cái này. Đâu? Đâu đâu? Cái trong này. Cái này. Cho bóp cho một tí ra cho mỡ ăn. Đấy, đây này. Nóng nóng, có thổi nhá. À, nóng vẫn còn nóng. À. Ăn được không? Có. Tuyệt vời mỡ. Có. Sao ăn được? Ăn được rồi. Con thích vui. Đây. Đây là cái nước mà nó của cái con gà nó rơi xuống đây. Mình sẽ lấy ra để pha vào nước chấm. Cả nóng các bạn. Đó. Nóng đấy các bạn. Rồi. Đây không? Bỏ cái bát chậu đây để đổ này vào. Đây, nóng con. Bôi. Đi nè. Ừ, để bác. Cho con. Thế thôi, đổ mất. Đây là cái lá bóng mật mà tôi bị rơi xuống đây này, một đoạn rơi xuống này. Đây này. Để pha được chấm các bạn. Ít nước các bạn. À còn, vẫn còn nước các bạn. Được rồi. Cái này cho xì dầu, tương bần cũng được. Đây rồi, thế thôi mình cho thêm tí muối bột canh thôi. Đó, cho nó mặn để mình chấm. Rồi, thế thôi. Cho đi tương ớt. Một bên không cho ngất, bên này không cần cay. Cho vào chính không? Cho rồi. Ok. Đó. Ok, thôi. Ui chà. Đã làm dấu đâu? Với để rửa tay ngay, đi rửa tay chứ. Nhiên đã rửa tay. Xé tay ra tôi xem nào. Nhanh. Đi rửa sạch tay đi cho người để đấy cái đường đã rồi về ăn về thì con ăn xít nó đổ không có tay bẩn lắm mất ít cái này bo đi rửa cùng ba cần mấy mày nó chín được như là đầu quá tiếng ui giời cái thằng này ui 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 giời bạn này ui giời bạn này chính đời không? Quá giỏi. Nhìn thấy không bò không gặp bài ái này cái gì đấy. Ê, cái chân như nông tảo nhỉ? Nay nông tảo. Không cái gà. Quên hôm nay không cho cái chân này vào. Có con nữa ạ. Quay á? Cho nên là quay. Nên để sợ nó khô quá.